MacBook Pro M1 có dành cho các producer hay không? Cùng tìm hiểu nha. Ok, để nói đầu tiên á là phần mềm hiện tại mình đang dùng đó là Apple Studio bản 20.8.3. Và hiện tại đó là bản này vẫn chưa tương thích với con chip M1 của Apple. Nên trong các trường hợp mình sử dụng thì nó sẽ rất là khó chịu. Nó giật lắc và ăn rất là nhiều RAM. Con CPU gần như là hoạt động dưới 30%. Mình chưa bao giờ thấy trường hợp nó lên được 30% cả. Và nó rất là lắc. Để mình cho bạn xem video này. Ok, thì ở đây mình đang có một cái project ha. Cũng không khá nặng lắm. Nhưng mà nó đã ăn hết một nửa RAM rồi. Ăn đâu đó tầm 3,5 GB. CPU hiện tại đang lag tầm 24%. Thì mình sẽ cho các bạn coi review. Như các bạn thấy đó, hiện tại là nó không chạy được cái project này. Và để chạy được cái project này á, mình sẽ phải làm rất nhiều bước, đó là mở lại từng cái PST, mở lại các VST luôn và chờ một khoảng thời gian cho nó loát hết các VST đó thì nó mới hoạt động bình thường được. Và rất là khó hiểu đó là các VST hầu như chưa có cái nào đó là chạy được trên con Mac M1 này cả. Chỉ có các VST thuộc của Emailline là VST có sẵn trong Apple Studio á thì nó hoạt động bình thường thôi, cũng không hoạt động bình thường, gọi là có thể hoạt động một số cái. Và nếu các bạn nói là mình đang xài bản rắc hay gì đó thì không, đây là phần mềm bản quyền. Sau khi mình kiểm tra trên cái web này thì có một điều đó xảy ra, đó là bản Apple Studio này mà tương thích được với M1, đã tối ưu cho M1 á, thì nó là bản 20.9 beta 3. Nó được phát hành vào tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà mình cố gắng tìm cách để cài bản beta 3 này nhưng không được. Mình không hiểu tại sao lại không cài được. Vậy chắc phải chờ cho đến khoảng tầm tháng 10, tháng 11 gì đó để ra bản 20.9 chính thức á, thì chúng ta sẽ có được con M1 tối ưu này. Và sau khi mình check thêm một số phần mềm khác thì khá là nhiều phần mềm vẫn chưa được tối ưu lắm. Và đa phần vẫn chỉ chạy trên Rosetta 2. Như Serum nè, chỉ chạy trên Rosetta 2 thôi. Cái này thì vẫn chưa có ai thử nghiệm trên con M1 cả. Và hiện tại mình cũng đã xài rồi và nó khá là lắc. Kiểu bật lên thôi xong loát các reset thì lắc lắm. Khó sử dụng, rất khó để sử dụng. Ableton cũng vậy, Ableton cũng chưa có động tĩnh gì luôn cho việc tối ưu chip M1. Mà mình cũng có thử với Ableton rồi nha, nó cũng lắc y chang với Apple Studio thôi, không khác mấy. Cubase cũng vậy, Cubase cũng chưa tối ưu luôn. Và Rosetta 2 cũng vô chấm than khá là to và bự. Hiện tại các Logic Pro thì không trách được, bởi vì nó là hàng của Apple và Apple đã tối ưu cho nó ngay từ đầu rồi. Hiện tại chỉ có Logic Pro là hoạt động mượt mà nha, mà mình không có mua bản quyền Logic Pro được nên mình không biết test sao cho các bạn cả. Hiện tại là vậy. Về tổng kết lại là MacBook Pro M1 này có dành cho các producer hay không thì hiện tại mình nói đó là không, cho thời điểm hiện tại. Còn bởi vì dù gì Apple cũng sắp ra, đó là trong tầm tháng 9 này hoặc tháng 11 sẽ ra bản M2 hoặc M1X gì đó, mình cũng biết. Nhưng chắc chắn nó sẽ có nhiều phần mềm tốt hơn và tương thích tốt hơn so với các bản M1 này. Nên nếu như các bạn muốn nâng cấp chiếc máy của mình lên phiên bản M1 này thì phải đợi. Vì có quá nhiều phần mềm chưa tương thích được với cái MacBook này.
cấu hình màu một này. Và trong lĩnh vực các producer, lĩnh vực làm nhạc thì không khuyến khích chúng ta sẽ sử dụng Mac Pro M1, mà hãy qua các máy Windows hoặc là các MacBook đời cũ, MacBook chạy Intel á, thì mình nghĩ sẽ tốt hơn là MacBook Pro M1. Cái ưu điểm duy nhất của nó mà mình thấy được á là nó không hề nóng trong quá trình mình sử dụng. Quạt hầu như là nó không có kêu ra tiếng động ồn ào, cái quạt nó quay hay gì hết, nó rất là im và nó rất là mát. Đó là điểm mà mình rất thích trên Mac này, đó là như vậy. Và nó còn nhỏ gọn nữa, nó nhẹ, rất là nhẹ, mình có thể mang vác đi suốt căn nhà của mình có thể ngồi bất cứ đâu, kể cả trong nhà vệ sinh để mình làm nhạc, thì nó rất là tuyệt vời ở chỗ đó. Và màn hình nó cũng rất là đẹp nữa, kiểu nhìn khá là thích, khá là nịnh mắt. Và đó là tổng quan tổng thể về con MacBook Pro M1 này. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là như vậy, nó chưa phù hợp lắm cho các producer, cho các bạn muốn kiểu làm nhạc chuyên nghiệp thì chưa được. Never. Mà mình nghĩ mình sẽ phải trả máy sớm thôi, tại vì nếu mà mượn con này lâu quá cũng không được lắm, mà tình hình dịch bệnh này thì mình khó trả. Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã cho mình mượn máy. Ok, để kết là nếu như bạn là producer và bạn muốn nâng cấp chiếc laptop hay là chiếc máy của mình lên MacBook Pro M1 hoặc là các thiết bị liên quan đến M1, thì hiện tại mình muốn nói bạn là đừng nâng cấp, hãy chờ tiếp cho đến khi Apple ra phiên bản mới hoặc là các bên hãng phần mềm hỗ trợ đầy đủ cho MacBook M1, các bạn hãy nâng cấp, chứ đừng nâng cấp mua M1 ngay bây giờ, bởi vì nó sẽ là sự lựa chọn cực kỳ sai lầm. Thứ hai á là mình đã test các phần mềm khác luôn, thì các phần mềm dựng phim hay gì đó thì nó sẽ làm việc rất là ngon lành nha. Ví dụ như Photoshop nè, các phần mềm Adobe, Photoshop, Lightroom, Premiere thì nó làm rất là ngon. DaVinci Resolve cũng vậy, cũng rất là ngon. Mà không hiểu sao nó lại không tương thích cho các bên phát triển âm nhạc, mặc dù các producer sử dụng MacBook thì khá là nhiều. Mình cũng không hiểu lý do vì sao. Nên là tốt nhất các bạn đừng mua Mac M1 nếu bạn là producer ngay lúc này. Tạm biệt và xin gặp lại các bạn trong các bài review sắp tới.